Tôi muốn ly dị. Tôi không muốn sống với ông già bạc tình bạc nghĩa này nữa. Người đàn bà lạc lẽo. Người đàn ông giả dối. Tôi muốn ly dị. Tôi. Ông bà không được ly dị. Tại sao chứ? Tại sao không được chứ? Tại vì hai người không được quyền ly dị. Đồ điên. Sao chửi? Không cho tôi cũng ly. Không cho tôi cũng vậy. Tôi chịu hết nổi cái bà già khó chịu này rồi. Tại sao vậy? Tại sao không cho tôi thoát khỏi cái bà gái chung thân 50 năm nay chứ? Ông nói vậy mà nghe được hả? Tôi cũng nhất định ly dị với ông. Tôi cũng không muốn làm nô tỳ già cho ông nữa đâu. Tôi muốn ly dị. Trời ơi, cho tôi ly dị. Cho tôi ly dị. Nhưng mà tại sao kỳ vậy? Ông bà làm cho cả nhà điên đảo. Ông bà làm cho tụi con phải bàng hoàng. Ông bà không thương tụi con nữa sao? Con ơi, con đang trách tội bà nội đó sao con? Nội đâu có muốn làm cho gia đình xào xáo đâu con. Bà không muốn. Bà không muốn mà bà đối xử với tôi như vậy sao? Chuyện này không trách bà thì trách ai đây? Ông trách tôi à? Đúng. Không. Không. Đừng trách người ơi. Tội thân tôi. Làm sao bắt con tim dần lời. Làm khổ đời nhau. Vì vui đau. Một khi thế gian này điên đảo. Có những điều mà con tim khi sẽ đắm quá rơi mẹ. Để bây giờ dù tương đau đành im tiếng. Nói ra này nào riêng ai thương kia đã chết theo tháng ngày. Để bây giờ mình ngoảnh lại chẳng ai còn đây. Trời ơi sao mình yêu nhau nào ai biết đâu mấy xanh màu. Đừng hỏi tại sao mình xa nhau. Làm sao giữ được làng hư ảo. Chưa cuộc đời đưa chim bắt đầy cây đắng lắm ngon ngào. Biết nơi nào để con tim dài gờ nương náo. Xin tra lại từng trang sao. Từng câu nói yêu thương năm nào. Mơ đã tàn mộng đã tàn chẳng nợ nần gì nhau. Chú vừa đáng bà đặt hơi không bằng tôi, bà đặt ca bằng tôi hả? Vậy đó bà chơi đâu, tôi chơi chỗ đó thôi à. Thôi ông bà vừa chừa sức đây để sống đi. Ủa nhưng mà ông bà mới vừa kỷ niệm 50 hạnh phúc của ông bà mà. Cũng nhờ kỷ niệm 50 ngày cưới mà tôi mới hiểu hết lòng dạ của người đàn bà này. Cũng nhờ kỷ niệm 50 ngày cưới tôi mới nhận ra bộ mặt thật của người đàn ông phản bội. Giờ cuối cùng là sao? Cuối cùng thì ông già ơi, duyên đầu sinh kiếp sau tương phùng. Giờ mình đành ly kết hai người. Trách ai đã làm ngàn dòng bão lên rồi. Đầu đuôi mau ta phân giùm con. Mộc dục tịnh di phong bất tịnh. Không có lửa làm sao có khói. Em ơi, trời hôm nay nóng quá em hả? Biết rồi, anh muốn em quạt cho anh chứ gì. Em đúng là hiểu ý anh à. Quạt máy thì tiện thiệt, nhưng mà mạnh lắm. Anh chỉ thích em quạt cho anh thôi à. Mấy chục năm rồi, ngày nào mà em không quạt cho anh. Ôi da. Sao vậy em? Cái tay của em. Hiểu rồi, mỏi chứ gì. Thôi, để anh xoa bóp cho em nghe. Anh thiệt, cỡ con chết. Bị ý, đau quá, có máy massage chứ. Nhưng mà, nó làm,
không hay bằng anh. Hai vợ chồng mình cười quá sặc. Dạ, thôi đừng sặc, đừng sặc. Hai vợ chồng mình nghe đúng là trời xanh một cặp à. Quen ơn hảo hiệp mà. Bởi vậy cho nên ngày xa xưa mình đâu biết yêu đời ngày thơ, nhờ sống thân dùm thương cớ xe duyên tình mình. Cái duyên ban đầu, đau ban đầu vừa gặp nhau thôi, thôi gặp thôi gặp nhau tình trong như đã như đã lời e ấp treo trên bờ môi, đôi mắt như thù hồn càng nhìn say mê cho ngất ngây lòng em. Qua bao nhiêu lần mùa xuân qua cho lá hoa đẹp tươi, anh luôn bên mình cùng nhau say đắm bao lâu mơ. Đàn con lớn khôn thành nhân, giờ đây mái tóc xanh đã bạc màu, gắn luôn chung tình một lòng yêu thương và nhân ân ái, còn lưu luyến đến khi ngàn năm ta vẫn không chia lìa, mình cùng hẹn nhau kiếp lại sinh ta chờ chờ nhau. Tôi lên câu này nổi rồi, trời ơi mừng mừng quá ông ơi. Chúc mừng cho bà, hai vợ chồng già mà cố gắng quá. Cảm ơn ông. Cung hỷ nội. Dạ cung hỷ ông bà nội. Ủa cháu nội Đức Tôn về kìa em ơi. Hay dữ đa, về thăm nội hả con? Dạ. Bà má con lúc này làm ăn sao con? Dạ không biết làm ăn sao mà cứ gây lộn hoài à. Không sao, chén ở trong sông mà còn khua mà con. Vậy chứ con thấy ông bà nội hạnh phúc quá trời luôn à, có bao giờ cãi nhau đâu. Đó là tại vì ông bà luôn làm đúng cái câu tương kính như tân đó mà. Con nghe rất là khâm phục ông bà nội á. Bởi vậy cho nên hôm nay nè, con cố tình nghỉ học về đây, với lại có món quà chúc mừng cho ông bà nội á. Cảm ơn con. Sao khi không lại tặng quà cho ông bà nội vậy con? Ủa sao kỳ vậy con? Dạ đâu có khi không đâu. Đây nè, đây là quà kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà nội á. Và con xin chúc mừng. Mừng ngày ông bà cưới nhau, mừng ngày ông bà cưới nhau, mừng ngày ông bà sống bên nhau trọn đời, mừng ngày ông bà cưới nhau nha. Vậy sao? Bà ơi, vậy hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ 50 rồi bà ơi. Trời ơi, không lẽ anh không nhớ sao? Đâu có, 50 năm rồi mà anh cứ tưởng mình vừa cưới nhau hôm qua thôi em mà. Trời. Con coi bà nội con kìa, vẫn còn trẻ đẹp như ngày nào, dù đã gần 70 rồi phải không con? Ông bà tự tin quá. Nhưng mà ông bà làm cho mọi người đều ngưỡng mộ đó nghe. Em à. Em biết rồi. Lấy nước cho hai ông cháu như vậy, chờ chút có liền. Ông nội ơi, bà nội coi lớn tuổi gì mà còn nhanh nhẹn quá chứ ha. Số 1 đó mày. Ông nội ơi, có chuyện này con muốn hỏi ông nội nha. Chuyện gì vậy con? Vậy chứ hồi đó khi gặp một người con gái đẹp á, trước tiên á, ông nội chú ý cái gì trước? Nội,
Đợi chú ý coi có bà nội mày đó không. Ủa, nội ghẹo con hả? Sao kỳ vậy? Tao nói thiệt đó, bà nội mày dữ lắm nghe. Con có quen một người bạn gái á. Ủa, trời ơi, con có bồ rồi sao? Có bồ sớm vậy con? Con nhỏ đó ra sao đâu, nói cho nội nghe coi. Dạ, cô ấy thì thường đi như hàng Nga bay lượn, mắt nay là cả trời mơ mộng, môi hồng hồng chúng chiếm dễ hương, đồng tiền thì hai bên xinh xắn, nói chung là đẹp vô cùng. Cái đằng này mày yêu quá đáng rồi, cho nên mày thấy nàng kiều diễm cũng như xưa tao thấy bà nội mày vậy đó à. Dạ, khi yêu nhau ai mà không thấy người yêu mình đẹp phải không nội? Vậy đó nên người ta mới sống với nhau trọn đời như ông bà nội nè. Vậy mà đời không như là thơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. Ủa, sao đang vui cái tự nhiên nội chuyển qua buồn vậy nội? Nội nhớ lại ngày xưa, hồi đó ông cô ngoại mày, tức là ông già vợ tao nè. Dạ. Ông dí dao vô cổ tao, ông nói: một là cưới con gái ổng, hai là cho tao ở tù 50 năm. Trời ơi, tao sợ quá, lật đật tao nói liền: dạ, con xin cưới. Rồi ông hối hận khi cưới bà nội con hả? Không hẳn vậy, nhưng da như hồi đó tao gan lì một chút thì bây giờ 50 năm sau tao đã được tự do rồi. Mà thôi thôi đi, đừng nhắc nữa con ơi. Nói chuyện đi con, chuyện của con đó, con với cô gái đó sao rồi con? Dạ, con với cổ hẹn cuối tuần đi chơi. Vậy sao? Mà cái trong túi tiền con nó ít quá à. Dễ thôi, có hai phương pháp cho con nè. Thứ nhất, khi đi gặp bạn gái con phải ngậm theo tâm xỉa răng. Chi vậy nội? Kỳ lắm á. Đồ ngu quá, để nó tưởng mày mới ăn xong, không dám đòi đi ăn nữa, đỡ tốn tiền. Vậy còn cách thứ hai là gì hả nội? Cách thứ hai là vậy nè, con chở nó đi tới ngay quán ăn, rồi con hãy hỏi nghe: em ăn hủ tiếu không? Hay là em ăn chè không? Con gái thì nó phải mắc cỡ chứ, do dự một hồi mới trả lời thì mày chạy qua khỏi quán rồi, mày nói quay lại mất công, vậy là đi luôn khỏi tốn tiền. Công nhận ông nội con độc chiêu thiệt á. Chứ sao, ông nội mày mà con. Nhưng mà nàng của con là dân sành điệu mà nội. Ủa, sành điệu là sao? Là nàng đâu có e thẹn như các thiếu nữ của thời của nội đâu. Mỗi tuần mà hẹn nhau đi chơi hả, thì nàng lên lịch sẵn luôn á. Như lần trước á, nàng nói Nói sao con? Mỗi bây giờ xài tiền cũng như là nước, mình vào trong quán hỏng ăn cũng kêu đầy bàn, hải sản thịt rừng loài nào hiếm như là quy, nàng đều dứt lan túi con e dài dài. Trời ơi chết ông rồi. Ông ơi ông có biết không ông, kỳ lương sinh viên tối đã không còn nhiều, nó muốn tiêu xài thì mày kể như là chết, mày cần ngó kỹ để xem nó yêu gì tiền, chứ nếu thật lòng gì tình tất nhiên là hiểu, mày còn không có lấy đâu có dư nhiều tiền. Nhưng mà cháu yêu nàng tha thiết lắm, nếu biết ra nàng không yêu cháu mà chỉ yêu tiền thì trời ơi. Trời ơi. Chắc khổ trời lắm. Ơi, làm gì mà la trời dữ vậy con? Yêu cỡ nào? Cỡ tao với bà nội mày không? Ông nội, bộ ông nội nói là còn yêu bà nội tha thiết lắm hay sao mà lớn tuổi rồi ông nội cứ kêu bà nội bằng Honey, em yêu không vậy? Sao? Nhỏ cho thằng quỷ. Dạ sao? Cái này là bí mật nghe. Bí mật gì vậy ông nội? Tao quên mẹ cái tên bả cả chục năm nay rồi. Trời, ông nội quên cái trời, tên trời, của... nín con. Quả ra tới kìa, nín, đừng nói nữa con ơi, nín ngang.
chuyện gì mà hai ông cháu ôm sùm mà. Đây này nước rồi, uống đi con, uống đi anh. Dạ cảm ơn bà nội. Cảm ơn Honey. Không sao đâu Du ơi. Cháu nội ơi. Dạ. Bà nghe nói cháu học y khoa làm bác sĩ ha. Dạ. Chà, vậy nói lỡ miệng lỡ mồm ngang. Vậy lỡ có một ngày nào đó mình bệnh hoạn thì có thằng cháu nội nó khám rồi khỏi phải lo Honey ơi. Du ơi. Mà cháu học chuyên khoa gì? Dạ khoa khám nghiệm tử thi. Trời là... ơi. Trời ơi. Sao học cái ngành kỳ cục vậy con? Thôi thôi không sao kệ, ngành nào cũng là bác sĩ. Còn em gái con á, nó sao rồi? Dạ nó có người yêu rồi. Mà người yêu của nó là người nước ngoài nha. Ôi châu cho trời. Vậy nói nó phải thận trọng nghe con. Sao vậy bà nội? Thì bài học đầu tiên của chuyện lấy chồng ngoại là trọng thủy lừa cha vợ lấy luôn cái nỏ thần đó. Honey, em lo quá. Cháu gái mình nó thông minh lắm mà. Cẩn tắc vô ưu mà vô. Mà ba má con bộ không nhớ hôm nay là ngày gì hay sao mà không có về vậy con? Dạ nhớ chứ. Nhưng ba má con nói á, dành trọn thời gian một ngày cho ông bà nội ôn lại những kỷ niệm đẹp cũ của một đời bên nhau. Thằng Út coi vậy mà biết điều hả em? Con trai Út mà có hiếu ghê chứ. Nhờ em với anh đồng lòng cho nên cuối cùng đứa Út thứ 14 cũng là con trai chứ không hả thầy? Dạ, 12 cô của con với ba con biểu con qua nói với nội là tối nay cả đại gia đình mình sẽ đi ăn tiệc mừng ở nhà hàng. Cho nên ông bà nội chuẩn bị đi. 7 giờ tối nay con qua nhà rước ông với bà. Vô vũ trường hướng dương, mình nhảy nhót cho đời lên hương. Xong rồi con sẽ chờ ông bà đi ăn uống. Hôm nay cả tới sáng để mừng ngày vui. Thôi mà con ơi, nội đã già đâu tết nhai đầm. Đã gần 70 mình đâu có ham gì ăn chơi. Cả nhà hạnh phúc quay quần là vui lắm rồi con ơi. Không nên tốn tiền vào những chuyện mà mình không nên. Dạ, vậy thì tùy ý bà nội nha, tùy ý ông nội luôn. Thôi con xin phép ông bà nội con về. Vậy con không ở lại ăn cơm với nội sao? Dạ thôi, con đâu dám làm cản trở phút giây ngược dòng thời gian của ông bà nội. Thôi thưa bà, ông bà nội con về nha. Chiều con qua, con đi nha. Cảm ơn con, không lẽ nội đuổi. Nhờ nó hiểu ý. Honey, áo em gì? Ê, quên, ý em sao? Sao, ai biết sao, tùy Du thôi. Hôm nay là kỷ niệm ngày chúng ta thành duyên thành nợ với nhau. Tự nhiên các anh nhớ lại cái hồi mà hai đứa mới hẹn hò với nhau đó. Ôi, một kỷ niệm êm đềm. Anh hẹn em cuối tuần chờ nhau nơi cuối phố. Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xám. Chiều thứ bảy ngơi qua sao mong anh chẳng thấy. Rồi nhẹ đôi gót hài chiều nghiêng bóng dài áo em nhạt phai. Sáng chủ nhật trời trong nhưng sao lòng trống vắng không thấy bóng anh chàng. Nên thứ hai thu vàng, nên thứ ba thu tàn, mùa đông thứ tư sang. Qua thứ năm nghẹn ngào dần anh hôm thứ sáu. Quyết em quyết dặn lòng không nói nữa lời.
vô là ghét anh. Chiều thương bảy giờ sáng, ai bảo anh lại tới? Ai bảo anh xin lỗi? Ai bảo anh nhiều lời? Mắt em lệ rơi. Trời ơi, hát lại bài này, tim anh bỗng nghe như ngày xưa đang sống lại hơn đi ơi. Vô ơi, hồi đó anh đứng ở bên kia rào kia kè, nhớ không? Nhớ chứ. Còn em ngồi sàn gạo ở trong này nè. Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, lòng vòng ngoài mưa lắm lem bụng lại. Khi chưa trẻ con nào đâu có biết gì, ngu ngơ chạy theo lũ bàn thả thuyền. Chơi cánh diều ngày ấy, mang bao ước mơ tuổi thơ. Vẫn nhớ mai tuổi thân tới, một thời hát múa hồn nhen. Hùi hùi. Ôi bà nội, cái thằng nào chơi mất gì à? Trời, cục gạch đó mẹ muốn bể đầu người ta. Em yêu thằng... Em yêu ơi anh nè em ơi. Không phải thằng mà là vô yêu. Sao anh tới đây chơi giờ ba má em la chết đó? Tại anh nhớ em quá à. Anh muốn được tâm sự với em. Thôi em không có đi chơi với anh đâu. Bà con họ vậy nghỉ chết. Đi mà, anh có làm mấy bài thơ hay lắm tặng cho em nè. Làm thơ cho em? Ờ. Thơ gì vậy anh? Nè, em đọc đi. Dạ. Em như quả mít trên cành, tỏ mùi thơm ngát để dành. Không ăn, trời ơi. Mít ngon không chịu ăn ngon. Đêm rằm trời lại sáng trăng, 20 trăng quyết 30 thì tối thui. Trời ơi thơ hay quá, em cảm động quá. Nhưng mà hôm nay không có gặp được anh. Về đi anh, về đi anh. Em ơi lạnh lùng đến thế sao, tim anh tan nát từ hôm nào. Giờ đây đã nát càng thêm nát, muốn nói mà sao cứ sao em không nói một lời gì. Dù chỉ một lời không đáng chi, đủ làm lòng anh ấm lại. Bao ngày xa cách lúc anh đi, em biết tình anh nữa phải không? Em đem băng giá lớp hoa hồng, em đem hờ hững vui thương nhớ. Em biết tình anh trong lạnh lùng. À, trời ơi, nói gì được mà nói. Mở miệng ra là anh nhảy vô anh giành rồi. Có chỗ nào trống đâu mà nói. Em đừng có giận anh mà. Anh hứa, anh không nói nữa. Anh để dành cho em nói hết đó. Em chịu chưa? Thiệt hả anh? Về anh ra ngã ba chỗ xe nước mía chờ em nha. Em ra liền, em ra liền. Nhớ ra liền nha em yêu.
anh chờ em, không gặp không về. Ba thiệt là quá đáng. Ba nói là ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Sao mà ba còn ngồi đây? Con ngồi đây để tôi chờ ngoài đó 2 tiếng đồng hồ là sao? Dạ anh đừng giận, má em không có cho em đi. Trời đất ơi, mẹ ơi, không ra thì cũng chạy tới nói 1 tiếng. Có đâu mà bắt tôi ngồi ở ngoài ở xe nước mía uống hết 8 ly nước mía. Cũng may chạy vô nhà kịp, không thì làm xấu ngoài đường rồi. Nói đi, tại sao bắt tôi chờ đợi như vậy hả Ni? Tại sao? Sao làm dữ với em dữ ha? Hồi đó anh cũng chờ em sao không nghe than thở, bây giờ chờ có chút la quá trời à. Hồi đó mới có 17 tuổi thôi, thận nó còn tốt, hoạt động điều độ, anh còn chịu đựng được. Bây giờ hơn 70 tuổi rồi, 14 đứa con rồi, thận nó suy tàn, yếu dần dần rồi. Nên kiểu đó, sao tôi chịu nổi, chết còn sướng hơn. Ha, quên, xin lỗi anh. Em lo nhớ anh mà quên cái thận. Thận anh theo năm tháng xuống cấp rồi. Em vô ý quá, thôi em xin lỗi. Bây giờ mình làm lại nha anh. Lúc mà ba má chấp nhận cho 2 đứa mình được qua nhà tìm hiểu nhau đó, cái đoạn đó đi, cho nó vui. Vậy cũng được. Hôm đó là một ngày đẹp trời, anh ngồi kế bên em, ngồi dậy nè. Ngồi vững coi, đu đưa 2 cái giò té bây giờ. Đâu đu đưa đâu, từ lớn tuổi nó rung vậy đó mà. Thì ráng, 2 cái tay vịn lại đây. Đâu có phải đông đưa đâu, vịn rồi mà sao nó cứ lắc lư vậy hả? Trời ơi, thôi để em dậy đi chắc ăn. Em mới nói cho anh hay là má em dặn làm thân con gái phải biết giữ gìn. Cho nên khi ở gần bên anh có muốn gì thì em chỉ có nói 1 tiếng thôi. Tiếng gì em? Có 1 chữ không. Hả? Vậy rồi làm sao em? Vậy lát nữa hễ anh muốn em làm gì cho anh thì anh cứ việc nói ngược lại là được rồi. Đúng vậy rồi ha. Đúng rồi, anh nhớ rồi. Vậy mà sao anh nghĩ không ra? Sau đó anh mới hỏi em: em yêu, nếu như mà ba anh không để lại gia tài cho anh thì em có đồng ý lấy anh không? Em mới trả lời rằng không sao đâu anh, em vẫn lấy anh cho dù ai để lại gia sản cũng được, đâu cần phải chính xác là ba anh. Cảm động quá nên anh mới cúi xuống hôn em. Rồi sau đó anh cắn nhẹ vào vành tai của em. Trời ơi, anh đi đâu đó? Anh đi vô đổi hàm răng giả để cắn tay em. Trời ơi, hàm này nó mòn hết rồi, cắn đau lắm à. Thôi được rồi mà, đổi cái gì tượng trưng thôi. Ơi, mới đó mà đã 50 năm rồi anh nhỉ. Ôi nhanh thật. Ôi biết bao ngày qua chúng ta thiết tha chân tình, em vẫn yêu anh hoài chừng như mới quen nhau. Trái tim vẫn nghe rộn ràng từng ngày mỗi khi nhìn anh. Em nhìn anh với đôi mắt như vậy nè anh. Nghe lời vợ hiền trong
trong lòng sao chuyên hỏi ai hơn mình. Mình như lưu nguyện năm xưa, bước chân trót vui tìm mộng và gặp nàng tiên kia hiện ra. Dấu tiên hôm nay đã già mà vẫn là máu tiên trong lòng anh. Trời ơi tiên, mà tiên gãy cánh rồi. Tiên sống cánh bên anh, cho anh những ngày yêu đương. Tiên đường đấy rồi anh ơi, khi chúng ta thành 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 ra đâu. Thành 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 của em nghe sao giống Thành Làm quá. Hay quá em ơi. Không thể, có thể đó. Nhanh thiệt em hả? Anh thấy tình yêu chúng mình như vừa mới hôm qua vậy à? Anh, em có món quà cho anh. Vậy sao? Anh cũng có món quà cho em nè. Vậy mình cùng vô lấy nha. Đây là món quà thứ 50 anh tặng cho em nhân ngày kỷ niệm này. Em cũng vậy, món quà thứ 50 cho anh nhân kỷ niệm. Không biết mình sẽ còn tặng cho nhau bao nhiêu lần như vậy nữa em nhỉ? Làm sao biết được chứ ngờ. Ôi thôi dày đi, hôm nay mình làm một cái chuyện gì đó cho nó khác lạ hơn mỗi năm đi anh. Anh đề nghị vậy nghe. Dạ. Sau khi mình mở quà này ra, mình sẽ chơi trò chơi thật lòng nghe em. Cũng được, cũng được. Vậy mình cùng mở quà ra nha. Hai ba. Lại là nó. Cũng là món này. Xin lỗi vô. Không sao, thật lòng mà. Em quên. Hay là anh có điều gì anh nói trước đây anh. Vậy anh nói ngang. Dạ. Em nè. Dạ. Thật lòng thì anh muốn đổi cách xưng hô của mình một chút, nhưng anh sợ em buồn. Anh muốn đổi làm sao? Em có thấy mình giống quỷ lắm không em? Già gần xuống lỗ rồi mà cứ anh em nghe ớn thấy bà nội. Mỗi lần mà kêu em yêu hay tôi nghe bà kêu anh yêu là ốc ác tôi nó dựng ngược hết trơn hết trỗi. Vậy ra ông muốn thay đổi từ lâu rồi. Tới nay tôi mới biết. Tôi cũng có chuyện này muốn nói với ông. Thì bà cứ nói, mình thật lòng mà. Thú thiệt với ông nha, ông có thấy là tôi giống nô tỳ già của ông hơn là vợ ông không? Kìa, sao bà lại nói như ông vậy? Ông phải sao? Sáng ra khi ông còn ngủ phè trong mùng thì tôi cũng phải dậy lo nhà cửa con cái. Ông thức dậy thì tôi cũng phải dâng cơm nước cho ông. Coi ông muốn cái gì, thích cái gì để mà lo lắng cho ông. Tôi mệt mỏi lắm ông biết chưa? Sao hồi đó bà nói với tôi là phục vụ chồng là hạnh phúc của đời bà, thì tôi phải tạo cho bà niềm hạnh phúc chứ. Nhưng mà đó là khi tôi còn trẻ, còn sức khỏe. Có đâu bây giờ già ngáp rồi mà tôi vẫn phục vụ chứ. Là sao? Ô, bà tưởng tôi dễ chịu lắm hay sao? Bà theo dõi chi li tôi từng phút một. Tôi có bao giờ được lấy một giây phút tự do nào không? Hễ tôi đi ra đường thì phải mặc quần áo theo ý của bà. Đây, đây nè. Tôi nói thiệt với bà nghe. Trong cuộc đời của tôi ghét nhất là cái áo này. Vậy mà năm nào bà cũng tặng cho tôi, bà bắt tôi phải mặc nó cho bằng được.
Bộ ông tưởng cái ao này dễ kiếm lắm hả? Nó xưa như trái đất vậy á. Tôi phải mua một lần một cây dài, rồi mỗi năm cắt mai cho ông, mà ông còn chê gì khen. Còn ông thì sao? Nói thiệt nha, tôi bị phong. Tôi bị phong cho nên tôi kỵ mấy con món phong ngứa. Trong đời tôi ghét nhất là ăn đùi gà nướng. Vậy mà năm nào cũng quên cho mấy cái đùi ăn món loài không à, năm nào cũng mua. Vậy chứ còn chuyện thằng Út thì sao? Vậy thằng Út sao? Tôi nói bà là phải để cho nó ở chung với mình. Bà không chịu à. Bà nói bà không ưa vợ chồng nó nên bà cho ở riêng. Bà muốn không gian riêng. Có phải là chuyện gì bà cũng chống đối với tôi không? Mà còn đỡ hơn ông. Có người ông dối trá lắm ông biết không? Dối trá cái gì? Trời ơi bây giờ hỏi cái gì? Hồi đó ngồi coi phim với nhau, tôi chỉ cho ông coi hai vợ chồng già trên tivi với ông chồng chiều chuộng bà vợ từ ly từ tí. Tự nhiên hứng lên ông nói với tôi là bà biết cái diễn Việt Nam đó được trả nhiều tiền cá xe không? Con người ông chỉ biết có tiền thôi. Có người bà cũng vậy thôi à. Năm nào cũng có bao nhiêu đó chuyện. Đúng là ngày này thì phải thế này, đúng ngày kia thì phải thế kia. Năm nay qua năm nọ không có gì đổi mới hết. Lạc lẽo, đơn điệu. Vậy ông sống với tôi thì sao? Sao không đi theo cái cô làm bánh gato? Mỗi năm nó chuẩn bị cho ông cái bánh sinh nhật đó. Người ta ngọt ngào hơn tôi. Bà đừng có đổ oan cho tôi. Chẳng bằng bà kêu tôi đi để bà ở nhà dễ dàng tằng tiểu thằng chó bán báo phải không? Trời ơi, tôi ghét đọc báo là cũng từ dạo đó đó. Tôi đâu có ngu mà bỏ nhà đi để bà dễ dàng chiếm chuộng. Hàng chi, tin tức gì cũng không biết hết trơn. Toàn là người ta kể tôi nghe không. Muốn nhờ thằng bán báo cho tôi biết được tin thời sự bên ngoài. Mình không hợp nhau rồi. Không hiểu nhau, không hợp nhau. Chắc là cái gì? Sao? Ý bà muốn ly dị chứ gì? Ly thì ly. Vậy thì gì? Vậy thì dứt khoát. Ly dị. Ông nội bà nội ơi, con thấy chuyện có gì đâu mà ông nội với bà nội làm lớn chuyện vậy chứ? Tao chịu đựng bà quá đủ rồi. Bộ con tưởng nội chịu đựng ông nội nữa sao? Không, không thể sống với sự giả dối như thế này mãi được đâu. Vậy là hai ông bà đã quyết tâm. Chớ sao? Bà ơi, ông nói vậy bà tính sao bà? Tính cái gì nữa, sẵn trong người rồi. Ông sao tao vậy? Bà nội nói vậy ông nội tính sao ông nội? Bà muốn sao thì tao làm theo ý bà. Bình tĩnh ông nội. Máu nhồi cơ tim. Con cứ làm theo ý bà đi. Mất công có chuyện lôi thôi lắm con ơi. Ông nội nói muốn chiều theo ý bà nội kìa. Thì gia trưởng mà, tôn trọng ý của ông đi. Bà sẽ làm theo tất cả những gì mà ông muốn ngày hôm nay. Hai ông bà đồng lòng đến như vậy sao? Chuyện đó lâu rồi. Hồi đó tới giờ là vậy mà. Hễ bà chịu nhường nhịn ông thì ông sẽ tôn trọng bà. Tôi cũng vậy thôi. Hễ ông lo lắng tôn trọng tôi thì tôi phục tùng ông tuyệt đối luôn. Nhưng mà chán chung sống còn khua mà nổi. Ở đời đâu có ai vừa ý ai hoàn toàn đâu con. Nhưng tao với bà mày sống mấy chục năm rồi, cũng đổ bể ra là không hợp nhau. Sống thì phải biết ta biết người chứ. Mặt nhắm mắt mở thì thiên hạ mới thấy bệnh. Nhưng bây giờ ông bà quyết tâm ly vậy, vậy cháu phải tính sao? Tờ đơn này cháu không thể viết được. Tại sao lại không được? Vậy mày cứ viết theo sự thật đi. Có sao thì mày nói vậy à, mà, dạ. Khoan con ơi. Dạ sao? Nè, không mấy ơi, con đọc cái tờ này cho ổng nghe giùm bà đi. Ủa trời, sao nó nát nhừ vậy bà? Mấy chục năm rồi, móc vô móc ra riết nó nhầy vậy đó. Qua đã. Dạ. Con
Con lấy cái tờ này con đọc cho bà nghe đi. Trời, sao cũng cũ mềm vậy ông? Mấy chục năm rồi, móc ra móc vô riết nó cũ chứ con. Dạ khoan khoan, dạ cho con hỏi giờ con đọc cái tờ nào trước? Mày cứ đọc mỗi bên một câu. Rồi vậy đi cho nó công bằng. Sao ông đọc đi con? Dạ con đang nghiệm lại. Nghiệm cái gì nữa mà nghiệm? Đọc đi, đứng đó mà nghiệm rồi rặn rặn hoài vậy con. Cao trào rồi, đọc đi cho nó bứt phá đi. Nhưng mà con đọc không có được. Tại sao? Hai tờ mà có một nội dung mà. Một... Thì ra ông... Bà... Ông... Bà... Ông không vừa một chút nào hết. Đọc đại diện một tờ đi con. Bị nó cũng cùng một ý ha. Dạ. Dạ ông bà nghe nha. Đơn xin ly dị. Hai vợ chồng tôi đứng tên dưới đây là Nguyễn Văn Thuận và Trần Thị Hòa. Đừng đọc nữa con, nhiều đủ rồi, để tử tụi tao đi. Dò đi con. Nay chúng tôi sau một thời gian dài tìm hiểu qua một mối tình lãng mạn đã đi đến hôn nhân tuyệt vời, xây dựng một gia đình ấm êm hạnh phúc. Chúng tôi từ sự tôn trọng yêu thương nhau tha thiết nên đã cho ra đời 13 đứa con tài sắc vẹn toàn. Hiện nay các con tôi đều thành tài đỗ đạt và hiếu thuận phụng dưỡng vợ chồng tôi. Riêng phần chúng tôi, từ ngày vui tu điền viên đã hết sự tương thân tương ái, sống một cuộc sống như bồng lai tiên cảnh để làm một tấm gương gia đình hạnh phúc, gương mẫu thủy chung nhất mực cho các con tôi noi theo, cho các cháu tôi biết thế nào là sự quan trọng của hôn nhân gia đình. Nay hai chúng tôi tuổi đã cao gần đất xa trời thì mới phát hiện ra là có vài điểm nhỏ không hòa hợp được, cho nên chúng tôi đồng lòng quyết định đi đến con đường bỏ nhau, đó là ly hôn. Đồng lòng pha bỏ đi tấm gương hạnh phúc, đồng lòng hủy bỏ hết toàn bộ những gì mà chúng tôi gây dựng được trong cuộc đời để đi đến một kết cục ly hôn đau lòng cho các con, các cháu chúng tôi. Bà đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa, tôi hiểu rồi. Tôi không ly dị đâu. Sao bố, ông tưởng tôi muốn thiệt sao? Ông nội, bà nội, ông bà cũng hiểu rồi. Chỉ vì một phút nông nổi, ông đã hành động sai lầm. Mai mà còn kịp. Bà ơi, tôi biết trong cuộc sống thật sự có những điều không thể nào hoàn toàn như ý của mình. Nhưng mà vì yêu thương nhau, vì tôn trọng nhau, vì trách nhiệm với nhau mà người ta buộc lòng phải chấp nhận. Tôi biết rồi, không thể nào có cái sự hoàn mỹ hạnh phúc thật sự khi người ta biết khôn khéo sống phải nhường nhịn nhau thì mới mong bách niên giai lão. Con mừng quá, ông bà đã hiểu nhau rồi. Hoan hô, hoan hô mối tình tuyệt vời của ông nội và bà nội. Hoan hô vui quá. Tổ cha mày đi quên lộn, trời ơi chút xíu nó chết ông rồi.
trong nhà không? À, cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tao là thỏ. Nếu là thỏ, cho xem tai. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là nai. Nếu là nai, cho xem gạc. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tao là tao. Nếu là tao, cho xem. Ôi kì vậy mày? Ba mẹ thằng nào hỗn náo thế? Biết nhà này của ai không mà na nối om xòm vậy hả? Đứa nào thế? Tao nè. Đứa nào? Đứa nào mà dám xưng tao với ông vậy hả? Thằng nào cà trơn cà trọt vậy? Nói tên tao nghe coi. Tao nè ông ơi. Đâu 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 đâu? Thằng nào mà dám xưng tao với ông? Ông là ông cho cộng đầu là tù một gông nha con. Dạ. Ai làm gì ông đâu mà ông đòi bắt người ta bỏ vô tù vậy ông? Này này, mày là ai mà dám xía vô chuyện của tao hả? Dạ thưa ông, chuyện của tao thì tao phải nói vô chứ. Mày nói cái gì? Chuyện của tao mà mày dám xen vào à? À, mày còn ngang tàng nữa hả con? Tao cho mày đi về hai hàng về nhà bán than. Rồi lúc đó đừng có xin xỏ hỏi han. Đúng là không phải con nhà con. Hay quá. Ông nói chuyện mà văn có dần, hay quá. Ông ơi, chuyện gì mà ông phải ra tay? Con nay đó mai đây, sợ gì chuyện ông phải cầm cây? Thằng này nói hay. Tao chưa muốn cầm cây nhưng muốn mày tan thay. Ai bảo mày dám vào đây? Dáng ông đứng rất oai nhưng tình thật nói ngay giống như là con khỉ. Ôi trời ơi, mày nói ta là con khỉ. Ôi trời ơi, tao phang cho mày một cây. Đứng lại, mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Ông ơi, ông đứng lại đi, con mới đứng lại được ông ơi. Ôi trời, chóng mặt quá. Ôi trời, chóng mặt quá. Ôi trời, tiên sư thằng này. Vậy là mày dám chửi tao, mày cãi lại lời tao rồi. Tao nhắc lại chuyện này là chuyện của tao. Nhưng mà thưa ông, chuyện này cũng là của tao nên tao phải nói chứ. Ô tiên sư chàng, tiên sư mày, tiên sư thằng này hỗn quá rồi. Bay đâu, bay đâu. Dạ khoan. Hãy để tao nói lại đầu đuôi cho to phần. Tao có tội gì mà bị đánh đòn? Đòn rồi ông nợ đánh tao, nhưng tao chẳng sợ bởi vì tao đâu lỗi gì. Mày mà không có lỗi à? Mày quá hỗn, quá hỗn. Cho mày biết nha, tao cho mày biết. Xưa nay chưa thằng nào lớn mật dám ngang nhiên hỗn hào như vậy. Muốn chết phải không? Vậy tao cho mày tòa y. Bay đâu đánh 100 hẹo. Tao nói rồi, tao đâu có lỗi. Cái tội này tao đâu có biết. Cớ sao ông cứ la tao hoài? Ôi trời ơi, thế mày có bị chập chiang không? Có bị mát dây không? Nếu như mày nhận mày bị chập chiang ấy thì tao tha cho mày. Tao tha cho mày. Ủa, tự nhiên sao ông rủ con chơi chập chen là chơi gì không? Là mày bị khùng ý, mày bị điên ý. Ôi rồi ôi. Ủa, con đâu có bị khùng bị điên gì đâu ông. Ôi thế thì mày là thằng bố lao. Bố lao tao đánh mày quá được, quá được rồi đúng không? Ông ơi, ông bình tĩnh. Đó, hậu quả của sự nói nhiều á. Ông ơi, ông lớn mà ông nói chi nhiều rồi ông bị ho hen vậy ông? Con nói thiệt, con đâu có hổn đâu. Con xin ông tha cho tao đi. Ôi trời đấy, ông không muốn nói nhiều đâu. Ông cũng muốn giữ hơi sức của tuổi già. Nhưng mà đấy, mày mới xin tha tội mày lại tao nữa là sao? Bay đâu. Dạ con xin ông tha cho. Tha cho mày? Thôi được rồi, nghe nghe tao hỏi đấy. Thế mày tên là gì? Tao tên dạ không. Dạ không phải. Con tên tao. Cái gì? Ôi trời ơi, tao hỏi mày tên gì cơ mà? Dạ thì tao. Ôi trời ơi, tao hỏi lần nữa.
mày tên gì? Dạ tên tao. Ôi sắp không. Ôi nghe cái tên này là thầy muốn cho nó ăn đòn rồi. Mày gì mà láo tét á? Dạ con tên tao. Tao tên tao. Ôi trời ơi, lanh ngoe như gọi là con lăng quăng ấy mà thấy sà quần thấy ớn không? Nhìn dáng nó thấy phát ghét mẹ rồi. Giờ thêm cái tên nữa, ôi giời ơi, ấn tượng khó phai. Ông ơi, sao lớn tuổi nói chuyện để eco quá vậy ông? Eco cái gì? Ta ấn tượng quá không phai nổi đó biết không? Ai đặt tên cho mày? Dạ thì... Ai đặt tên cho mày? Ông ơi, ông hỏi như vậy con trả lời có bị chửi nữa không ông? Ai? Dạ không phải tao. Ủa lộn, không phải con. Tao đâu? Dạ, con đây. Tao đâu? Dạ con đây nè. Tao mệt lắm rồi. Dạ, dạ nhìn biết chứ, nhìn biết là ông mệt lắm rồi. Dạ nhưng mà con ngược với ông, con khỏe lắm ông ơi. Ông biết không? Sáng con đi ra đồng, cài tới trưa vẫn chưa chiều về nhà. Tối con vô trong rừng, tìm thu săn bay đem về nhà. Cốm ăn hai ba nồi, dừa xiêm uống nguyên một hoài. Còn chuối cao, ăn một buồn, chẳng hề chi. Con xin ông an lòng, và con cảm ơn ông nhiều, vì đã quan tâm thật nhiều đến thằng tao. Chắc tao điên theo mày, mày ở đâu vô đời nói năng lạ. Muốn tao cho một hẹo, mày chết cha coi là lỗi chi nhiều lời. Vô đây chi làm gì mày, không nói tao đập mày. Mày muốn tao cho mày vào trong tù không? Tao không ưa dài dòng, mày muốn chết tao bằng lòng. Mày chết đi tao chẳng thèm đau buồn chi. Lớn tuổi ca nhiều quá nó cũng ho hen đó ông ơi. Chém ho. Trời ông ơi, lớn tuổi ca cho nhiều chi giờ ho hen quá vậy ông? Con thật lòng với ông là con không có muốn chết đâu. Tại ông nói tao mệt nên tao mới... Trời ơi! Ta... Dạ con không, đây. Không, ông không có kêu mày. Ủa vậy hả? Ông nói tao là ông này, hiểu không con? Tao là ông này hiểu không? Có nghĩa là ai đấy? Ví dụ như là I am phú ông. Hiểu chết liền, không biết gì luôn. Thôi được rồi. Tao hỏi mày là ai đặt tên cho mày mà nghe muốn nổi điên lên thế? Dạ cha con. Thế cha mày là ai? Dạ cha con là người thường nói như vậy nè. Cha sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con. Thôi con ơi con, ông không bao giờ quên đâu, không thể quên, chả thể nào quên được. Gặp mày kiểu này là ông nhớ suốt đời, 50 năm sau vẫn nhớ suốt. Tao hỏi cha mày là ai cơ mà? Dạ ai? Ai? Dạ ai? Ai? Dạ thì ai? Là sao? Con công nhận ông bị điếc hay sao? Người ta nói điếc cũng nghe rè rè, mà ông điếc đắc đằng đắc luôn á. Ông điếc còn hơn là xiếc. Ông điếc đến nỗi mà gõ thùng thiết cũng không nghe luôn. Giống như người ta nói à, Hoa đi con, nói hoa đi con, nói lại nghe chơi. Phong Lan, chịu đời nổi không? Trời ơi, tao đập chết cha mày ngay bây giờ. Tao hỏi là thằng bố mày tên là gì? Dạ cha con tên ai? Trời ơi, nói chuyện với thằng này,
mồ hôi ra ngoài chắc là mất nước nhiều quá mà chết thôi. Tao... Dạ? Tao chọc cây này vào mồm mày bây giờ. Ôi trời ơi. Thằng điên, thằng khùng. Ông cha mày tên là gì? Cha con tên chính thiệt là ai? Con khai ngay mà ông chẳng tin lời gì hết à. Ông muốn nói sao thì ông mới hiểu. Con nghĩ ông là người lớn nè, thì phải khôn hơn là chúng con. Ai dè, con nói hoài à, ông chẳng nghe. Lại còn la con, tao nghe qua nhưng chẳng không nguồn cơn. Sao tên ai cái tên nạ nục? Mấy cha con nhà mày điên quá, tên tuổi như là đồ bó. Còn nói tao lớn mà chẳng khôn, mày quá là gan trời. Cha của con tên là Tư Ai. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Sao tao hố hoài vậy thế này trời ơi. Không hố mới lạ chứ. Ông ơi, chắc ông phải đi khám bệnh thôi. Có bao nhiêu đó mà con nghe không xong thì làm sao nói chuyện với người khác nghe. Ngó sáng sủa vậy mà tối đen dữ hen. Tối như đêm 30 á. Stop, stop, stop. Tên cha con của mày ấy làm tao ấn tượng lắm rồi nhá. Thôi bây giờ dẹp cái tên đi nhá. Thằng kia. Dạ. Mày tới đây làm gì? Dạ. Ở đâu đến mà lạ hoắc như thế này? Dạ. Dạ. Dạ phủ bên tới. Hả? Cha con nói là ông rất là hiền hậu phúc đức, nên cả nhà chuyển về đây mong được hưởng phúc đức của ông, mai ra còn sinh sống được. Nãy giờ mới nghe được mày nói một câu là mát ruột. Mà này, phủ bên đó làm sao mà phải kéo qua đây ở? Dạ đâu có sao, quan phủ bên kia nhân đức lắm. Ông biết không, ở trên rừng có bầy cọp dữ, cứ hàng năm phá rẫy phá nương. Nhờ quan nhân đức cho nên nó mới di dời kéo sang phủ mới kế bên ngầm dùng. Ông quan ông hiền nên dân bớt phiền, đây là thật lòng tao thương. Cái thằng này quả là lão lếu, phủ này đây phụ mẫu chi dân là ai, lão là ai vì có biết không. Ông chú ta làm chức quan và chi phủ ở trong vùng này. Này người nói càng có béo pha làng, quan nào mới là thanh liêm. Dạ, thưa ông đừng có nổi nóng. Ông đừng có nổi nóng, tao chưa nói hết. Dạ, cọp nó kéo sang đây, nó đâu có ngán quan phủ. Nhưng mà nó sợ cái quai của ông nên mới kéo trở về bển hết. Bởi vậy nhà con mới dọn qua bên đây. Dạ trăm sự tốt lành là nhờ phúc đức của ông. Thì còn phải nói, chuyện đó thì ai cũng nói. Nhưng mà sao bây giờ mày muốn nói cái gì? Dạ bị nhà con mới chuyển tới chưa kịp mua gì hết, cho nên muốn qua đây nhờ ông cho mượn cái nồi về nấu đám giỗ. Sẵn mời bà con tới cho đông đủ cho vui, sẵn làm quen cho biết, đặng bà con hàng xóm tối lửa tắt đèn tối thui. Ủa quên, tối lửa tắt đèn có nhau. Trời ơi, tưởng gì mượn nồi thì nói mẹ nào mượn nồi đi, nòng va nòng vòng. Chờ một chút, quan ấy cho mượn. Này, dạ. Mày tìm cái gì đây? Dạ bị con nghe người ta nói là miệng kẻ sang có gan có thép, nên coi thử gan thép ra sao. Có không đặng để con biết, vì ông mới vừa bỏ cái ấy từ trong miệng ông ra đó. Nè, mày còn trẻ mà bán được cái lưỡi câu rồi nhở? Nói cái giọng ông nhạt thì ghét. Bây giờ ông mày ghét rồi, ông không cho mày mượn nồi nữa. Về đi, về. Ông ơi, như vậy về nhà cha con đánh con chết luôn á. Ông làm ơn cho con mượn. Thôi được, cha phải đánh mày gì?
Bây giờ mày muốn mượn rồi thế. Dạ. Ông cho mày mượn. Nhưng mà với điều kiện ấy, nó mày phải đối lại cái câu mà vừa nói ra với ông. Vừa đối được thì ông cho mượn, mà không đối được thì thôi. Phán đi, phán. Nhưng mà ông đừng có bắt con mà đánh đòn nha ông nha. Không. Ông hứa. Ông hứa rồi. Đối đi con. Miệng kẻ sang có gan có thép, đồ nhà khó vừa nhỏ vừa thâm. Ôi dồi ôi, sao bà nó nói hay thế. Ôi dồi, nhưng mà mày nói như vậy là mày chửi tao rồi còn gì. Nhưng hôm nay ông tha cho mày. Hôm nay ông ăn chay. Dạ cảm ơn ông. Nhưng với một điều kiện. Dạ điều kiện gì ông nói. Mày đi. Mày đối cho ông một câu nữa. Ông ơi sao đối hoài vậy ông. Ông là người lớn mà không giữ lời gì hết à. Chẳng kìa, oách con, oách con, không biết cái gì hết. Con ơi, có nhiều người lớn hơn ông ấy, nhưng mà họ có giữ lời bao giờ đâu. Nghe đi này con ơi, không có nói nhiều. Mà mày phải đứng đo nhẹ, không là về đêm đôi thầm thì tao khen, không thông thì ăn rồi. Mượn nồi sao mà bắt đôi, nhà giàu sao mà khó quá, thế cũng được, được, được thôi. Ông muốn còn chiều con đối cho ông vui, nhưng con chẳng biết nhiều nhiều đâu. Mày đừng có hòng mà qua mặt, tao biết ngay chẳng có sai đâu. Tao đây đã thấy nghi mày không giống trẻ chăn trâu. Tao thì chữ dĩa rất nhiều, nhưng mà không có người ngang tài tài tên tên. Lớn tuổi ca nhiều mà còn nhí nhảnh quá thì té ho thôi. Chém ho, chém ho, chém ho. Cảm ơn con. Ê, 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 mày. Tao là con mày, ra mày chém ho hoài vậy mày. Dạ không phải. Bị hồi nhỏ con ở nhà mà con té ho là má con cứ chém ho, chém ho, chém ho. Rồi con hết ho luôn à ông ơi. Dạ thưa ông, bây giờ ông dạy sao con xin nghe ông vậy. Ông nghi mày lắm. Dạ, dạ nghi gì ông. Nghi lắm. Nghi gì. Mày chả phải là trẻ chăn trâu. Có phải mày đã là học trò đúng không? Dạ thưa ông. Tại lý do làm sao mà ông cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó hoài vậy ông? Chẳng lẽ ông nhìn con không có giống người có đi học trò sao ông? Mày con trai mà nhiều chuyện quá. Tao hỏi là hỏi mày có đúng là học trò không? Dạ không biết là có phải hay không. Nhưng mà cứ mỗi năm đến hè là con nghỉ hè. Chín mười ngày qua nghỉ ngơi triền miên. Lão thông kính sứ câu đối thi văn, nếu cần thì con sẵn lòng cùng ông thấp cao so tài. Cha cha trời ơi trời ơi, thằng này ngon quá rồi ôi. Ông ơi, nhưng mà ông ra câu dễ dễ một chút nghe không? Ừ, ông biết. Về học trò thôi mà. Nghe nè. Rồi thất phân đánh đít mẹ học trò. Ông ơi, con là học trò nên không biết nhiều. Ông cho con hỏi nghe. Rồi đối với lọng có được không ông? Ừ, ừ. Được, được, được con ơi. Vậy đít chứ đầu cha đối với mẹ được chứ ông? Hay, hay chứ được cái con mẹ gì. Đối đi học trò ơi đối đi. Dạ. Rồi thất phân đánh đít mẹ học trò, lọng bát bông chia đầu quan cha lớn. Hay, hay à. À, cái thằng này, mày dám chửi tao hả? Mày dám đối xiên đối xỏa để người ta cười tao phải không? Thôi, tao quyết định rồi, không cho mày mượn nữa, về đi, về đi. Ông mới nói mà ông quên liền à. Quên giữ lời hứa đó là tật của những người làm lớn mà mày. Bây giờ vậy, tao với mày đố nhau. Mày thắng ấy thì tao cho mượn rồi. Đố nữa hả ông? Hồi nãy là đối, còn bây giờ là đố. Đố hả? Hiểu chưa? Dạ. Nghe tao đố rồi trả nhời nhá. Đố những bộ phận trong cơ thể con người mình thôi, chứ không đâu xa xôi đâu con ơi. Là trong cơ thể con người mình là vậy đó hả ông? Ờ đúng rồi, đúng đó. Ờ con biết rồi. Nghe nè. Hàng thăm thẳm, ngọc trầm ấm đá, dây thiết tỏa nhiều đoạn vân quanh.
mẫu đơn hoa có lá không cành, nắng nhàn nhạt bốn mùa không nghéo. Hay quá, ông đố thơ nghe hay quá, ông giỏi thiệt á. Cái thằng này, ông mà không giỏi thì đứa nào giỏi vào đây, trả lời đi. Dạ con không biết. Không biết. Dạ. Không biết thì ngược, ngược. Ủa, không biết ngược là sao? Ngược là đi về đây con ơi, ngược đi, ngược đi, ngược đi. Ông ơi, ông không cho con mượn nồi, thiệt không? Mày đối không xong mà mượn nồi cái gì? Đi về đi, đằng sau quay bước đeo bước. Ông ơi, con cầu xin ông hãy thương tình. Giờ đây ông chẳng cho mượn nồi, đi về cha con sẽ cho ăn đòn. Ôi trời ơi, người sao ăn ở không có lòng nhân, đành tập không xót không thương, để cho thằng tao chịu đòn quá. Thôi mày ơi, khóc lóc cho sùm, lời của tao tao đã ban ra rồi, như là lệnh vua mấy ai sai nhời. Con à ơi, vì công đôi con phải về không, thì quan chớ trách chi ông. Con chỉ có nổi khi đối được mà thôi. Ông nói vậy thì thôi, để con cố gắng. Giờ không biết sao suy nghĩ. Con nói con biết rồi. Đó là răng, miệng và lưỡi, đúng không ông? Ôi ôi, ôi con ơi, ơ sao mày giỏi thế, giỏi lắm con ơi, giỏi quá. Bây giờ tới con phải không? Câu này khó à, để con suy nghĩ coi. À, có rồi. Một con cá lưỡi trâu, mắt cạn đáy giếng sâu. Đố ông là cái gì trong con người của mình? Cái gì? Cái gì vậy mày? Trong người mà làm sao mà có cá mấy cả lưỡi trâu nhỉ? À, có rồi. Cái gì ông? Tao không biết. Trời ơi, vậy là con thắng ông rồi. Con về, ông cho con mượn cái nồi ha. Khoan mày, làm gì mà gấp vậy mày? Từ từ đi, để cho mà tao suy nghĩ đã chứ. Không lẽ nào, không lẽ nào mình đành thua nó? Tao làm sao thua mà quê, bởi thua cái thằng mà con nít phải đi nảy ra cái nồi. Mày nó khỏe gặp nàng, chắc mình vô rừng mà ở luôn. Chết cha chẳng tiêu tôi rồi. Đừng buồn con ưa không đồn xa, chuyện mà ông để thua cái thằng con nít nó ra câu đố dễ dàng. Ông đã thua chạy làng, cái nồi xin giùm lấy ra nhận đi để cha con chờ. Cái thằng này mồm mép nó dữ lắm này. Ôi ôi ý, ủa đúng rồi, quá rồi quá rồi, câu đố đó có phải là lưỡi và miệng đúng không? Trời ơi, vậy mà cũng nói được là sao? Ừ, tao đố tiếp. Chừng nào mà mày thắng được ấy thì tí mới được nha, nghe này. Quanh xây, quanh nhảy, quanh hoàn đá, giữa chính giữa,
tía tô chỗ lá. Cái này con biết. Đó là răng và lưỡi phải không ông? Ôi giỏi quá. Ôi này, sao đố cái gì mày cũng biết thế nhở? Dạ. Thế bây giờ mày đố đi. Dạ, ông rồi giờ phải tới con chứ. Lỡ rồi chơi luôn nè. Trên đá dưới đá ở giữa có cái lá toàn ten. À, định gạt đâu bà con, không dễ đâu con ơi. Đó là răng và lưỡi đúng không? Trời ơi, ông già mà ông tin như cú, làm sao con thắng ông được đây? Ông ơi, cười em lại một chút rồi nó khò khè chém hoa nữa. Cho mày biết tay ông, đừng có lấu tấu con à. Bây giờ mày đố nữa đi. Dạ hết vốn rồi ông ơi. Bây giờ cho con đố ngoài cơ thể con người được không ông? Thôi được, được. Bây giờ mày đố cái gì cũng được. Ông chiều hết. Nếu như mà ông không trả lời được thì ông trong bữa đời ông rộng lượng lắm con ơi. Thế bây giờ đố đi đòi gì nữa. Dạ, để suy nghĩ coi. Suy nghĩ. Trời, câu này khó lắm nha. Có dễ sợ luôn á. Con sợ là ông không trả lời được đâu nghe. Mà câu dễ thì con hết rồi, còn toàn là những câu khó à ông ơi. Sai. Này, khó thì nói đi xem mà tao có khó cỡ nào. Sai. Dạ, con đố ông một câu đố rất là cụ thể, nhưng trả lời thì rất là khó nghe. Dạ, nó khó vô cùng, nhiều khi hả phải suy nghĩ nhiều ngày đêm liên tục mới suy nghĩ ra được luôn á ông ơi. Thôi, nói nhanh nói lẹ để tao bực mình lắm rồi nhá. Dạ, đố ông con bò và con muỗi khác nhau ở chỗ nào? Ôi mày điên rồi, mày điên rồi. Mày đố cái gì thế hả? Từ xưa đến nay chưa bao giờ tao nghe câu đố nào mà kỳ cục điên rồ như thế hết nhá. Vậy con mới nói là khó. Nó khó lắm, chứ không phải dễ ăn đâu ông ơi. Sao cả? Con bò khác nhau với con muỗi thế nào nhỉ? Khó, khó quá. Con bò vậy, con muỗi vậy, khác nhau chỗ nào kìa? Vậy là ông thua nha, bí rồi phải không? Thôi được rồi, tạm thời là như thế đi. Mày thử trả lời cho ông biết, xong rồi cầm nồi về đi. Con bò với con muỗi khác nhau như thế nào? Dạ thì con bò nó lớn hơn con muỗi. Ừ, rồi sao nữa? Dạ hết rồi. Rồi kia vậy mày? Thì con đố ông là con bò khác con muỗi ở chỗ nào mà. Thì có phải là con bò nó lớn hơn con muỗi không? Thôi được rồi, cầm nồi về đi. Lần sau qua trả cái nồi ấy, thì tao đố tiếp với mày nhá. Về đi, về. Dạ, con cảm ơn ông nhiều. Cảm ơn ông. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là thỏ. Nếu là thỏ cho xem tài. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là nai. Nếu là nai cho xem cạc á. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tao là tao. Là thằng nào? Nếu thằng nào cho xem mặt. Cốc, cốc, cốc. Tao là tao. À, nếu là tao cho xem nồi. Cốc, cốc, cốc. Bà mẹ thằng nào đấy? Cốc, cốc, cốc hoài. Thằng nào đấy mượn nợ trả nợ hay là cầm nhà nói mau. Ông ơi, là tao nè. Ủa mày hả? Ủa? Ôi dồi, thế mà mày không vào nhà luôn, cốc cốc hoài, mệt quá. Này, gặp mày tao mới nhớ nhá. Mấy ngày nay là tao nghe người ta đồn dầm nên mày là cái thằng hay đi gặp người khác đúng không? Ông nói vậy là tội nghiệp cho con quá. Tại vì người ta thách con chứ con đâu có dám gạt ai đâu. Cha mẹ con đánh chết luôn á. Vì cha mẹ con dặn rồi, con không phải là người nhiều chuyện, mà nhất là sáng sớm tinh mơ đừng ra trước cửa ngóng sang xóm giềng. Trưa thì đồng ruộng văng que, chớ nên nói bậy mà trâu nó nghe được trâu nó cười á. Vậy mà tao có nghe đồn là mày nổi tiếng khắp nơi, cái tại nhiều chuyện hay chơi khắp mọi người. Con ơi mày còn con nít, phải nghe lời ông dạy đi con.
làm người phải khiêm tốn nè con. Như ông nè, giàu có giỏi giang cũng coi thường. Dạ ông nói phải đó, cha mẹ con la dữ lắm thì làm sao con dám gạt ai được chứ. Đó, ông cũng thấy là ngày đầu tiên con qua đây đó, ông với con nói chuyện vui vẻ, chứ có gạt cái gì đâu, đúng không ông? Ừ, này, mà mày nhắc á, tao mới nhớ đến chuyện hồi tối. Tao mơ thấy một giấc mơ tuyệt vời con. Mơ gì vậy? Ông kể con nghe với. Tao mơ thấy như thế này này con. Trời sáng trừng bóng dưng trời tối thui, tuột ở trên cao khó khăn gì bay. Lúc đó tao cũng đang ở trần, đi với mày ở giữa đường. Trời đất ơi, mơ gì mà có con. Thấy con sao ông nói nghe liền đi ông. Có con chi mà nó bay trên trời, bay để làm cái gì vậy hả ông? Mày có biết là có quan gì không? Quan đại bàng con ơi. Đại bàng? Ừ, thứ sao? Nó xả xuống, nó nói với ông như vậy nè. Nói sao ông? Ông ơi, ông rảnh không? Quan chở ông đi chơi nhá. Trời ơi, đại bàng mà biết nói tiếng người. Ừ, thế mới ghê cho con. Ông ơi, rồi ông có đi không ông? Có, tao nói thế này này. Ở đây có hai ông cháu thôi, mày có chở hết không? Chở con luôn. Ừ, chở sao? Tao gài độ mà, nó đâu có từ chối được đâu con. Nó xả xuống, rồi nó chở tao với mày bay đi chơi. Nhưng rồi sau đó thì mày bị rơi xuống cái hố đầy phân heo. Ông thương lắm nhưng mà ông lại rơi xuống cái hố đầy đồ ăn, toàn là cao nương mỹ vị. Vui lắm con ơi, vui lắm. Công nhận ông với con giống nhau thiệt á. Con cũng mơ giấc mơ y như ông vậy đó, nhưng mà khúc sau nó khác nha. Ông mơ vậy là còn thiếu rồi, khúc sau hấp dẫn lắm. Ông nghe nè. Ủa, đoạn sau nó hấp dẫn lắm hả con? Dạ. Ôi, sao, thế nào, kể đi con. Dạ, thì sau khi ông và con té xuống, rồi bò lớp ngóp gì đó, cái hồi mình được gặp nhau. Ủa? Sau đó thì ông liếm cho con, còn con liếm cho ông. Tới chừng hết những cái thứ gì dính trên người hai thằng mình mới thôi, vui thiệt luôn á. Hai thằng nào? Dạ, không phải, hai ông cháu mình. Dạ, vậy đó ông. Mà phải nói lúc đó con liếm cho ông nha, đồ ăn dính vào người ngon thiệt luôn á. Còn khi mà ông liếm trên người con thì ông thấy... Thôi nít. Thấy không? Mày mà, cái tật móc học người khác không bao giờ bỏ được mà. Rồi, hôm nay là qua trả nồi phải không? Dạ, con qua đây trả nồi cho ông và cảm ơn ông nhiều lắm. Ủa? Sao lại có ba cái nồi nặn thế? Hôm trước ông cho mượn có một cái thôi mà. Ông biết không? Có sao nói vậy người ơi nha. Hôm trước con mượn cái nồi của ông đem về, nhưng cái nồi này nó đang mang bầu. Ai về đâu, về mới tới nhà nó chuyển bụng đẻ liền ông ơi. Mà nó đẻ sanh đôi mới ghê chứ. Cái này nhỏ vậy mà sinh đôi hay quá ông ơi. Cả nhà con ai cũng mừng hết trơn á. Nói mượn nồi về nhà mà đẻ là làm ăn lên dữ lắm á. Nhà con ai cũng nói là chuyển lời cảm ơn ông nhiều lắm. Ôi thế à? Ôi vui quá chứ. Ôi này, lần đầu tiên là ông nghe nói là nồi biết đẻ đấy con. Ôi vui. Ơ nhưng mà hai đứa này thì đứa nào đẻ trước, đứa nào đẻ sau? Dạ, thằng này ra trước nó là anh. Còn con nhỏ này ra sao, nó là em. Mới ra mà hai đứa tụi nó giỡn với nhau y xèo. Trời ơi là méo mó nồi luôn. Nè ông thấy ông vui ghê à. Vậy mà lâu nay ấy, bọn nó mượn nồi của ông mà chả đứa nào chả nồi con gì hết. Đúng là cái quân ăn cướp. Bởi vậy họ mới là người gạt ông chứ đâu phải là con đâu, ông thấy không? Dạ thưa ông, hôm nay con qua đây chuyện thứ nhất là trả cho ông ba mẹ con nồi này.
Dạ còn chuyện thứ hai là có chuyện gì muốn nhờ nữa phải không? Có nhìn cái mặt con là không biết ngay là đi nhờ. Kỳ lắm nha con. Ê kìa còn mắc cỡ nữa. Cả ông chết luôn. Này có gì thì nói thì ông giúp. Dù gì thì bây giờ ông cũng đang khoái, đang phê đấy con. Dạ thưa ông chuyện làng vậy nè. Mới vừa hôm qua con vô rừng đông củi đem về. Ai dè giữa trưa con bỗng thấy đất trời tối thui à. Một đàn đông lắm cỡ chừng 1000 con có nghe. Toàn là đại bàng nó đáp xuống đặt lên xuống khoai luôn à. Chuyện này nghe hay nhưng sao đại bàng lại quá nhiều. Nó làm chi đây mà kéo đến xứ này thật đông. Sợ đại bàng pha bắt con mới lấy đồ con ném. Nó bay lên trời còn dưới đất chết chừng 100 con. Sao mày chọi một phát mà chết 100 con đại bàng á, sao quá. Dạ đâu phải con chọi chết, mà tại vì con chọi làm nó giật mình, nó bay lên nó dẫm đạp nhau mà nó chết vậy thôi. Ai vậy hả? Như thế thì ta còn tin được. Bởi vậy hôm nay con mới sang mượn ông cái nồi đại bàng bự vậy đó để về nấu cháo đại bàng ăn chơi. Cái nồi kia nhỏ quá, nồi bự mới nấu được nguyên con. Thế mà từ nãy cứ ấp a ấp ung ấp a ấp ung. Nồi cỡ nào đây là ông lấy chứ? Dạ cái nào lớn nhất thì ông cho mượn đem về một cái thôi. Ờ chỉ còn cái vừa vừa thôi. Cái lớn nhất ý cũng là cái mà mới nhất mà hôm trước ông cho mày mượn rồi đấy. Này cái nồi đó ông trông cho mày mượn đi, nó cũng đang mang bầu đấy con ạ. Cẩn thận nhé con. Cái nồi cá kho tiêu mày vừa trả ra này mà còn đẻ sinh đôi được ấy thì cái nồi đó nó đẻ chắc là con của nó to bằng con bò chứ không dám chơi đâu nhá. Dạ tiện miệng đây con cũng nói dối gì ông. Hôm trước con có mượn cái nồi đó của ông nhưng kìa. Con sao con khóc thế? Cái nồi ông cho con mượn là cái nồi cái phải không ông? Thì đúng rồi, nó đang có thai đấy con ạ. Bà mụ nồi trên tỉnh nói là nó xanh tư xanh bảy gì đấy con ạ. Cái nồi nó đẹp lắm phải không ông? Cái thằng này biết nhìn đồ đấy con ơi. Nồi của ông là nồi tiễn mà con, quá đẹp đúng không? Ông ơi, tai họa là ở chỗ đó đó ông ơi. Chính vì nó đẹp quá, nó đẹp quá mà trời ơi, trời không thương ghét ghen ngang hồng đóa đài. Cành hoa tươi nở đêm dập vùi vui bùng, lòng con ôi nát tan trăm chiều tơi bời, làm sao nói ra để ông sầu đau. Ngày này mau nói gấp chuyện gì con chớ giấu, dẫu có ung tin cũng đành cam. Làm gì đau đớn quá nước mắt con tuôn xa, cô nín đi con để mà nói ra. Giờ chia ly mắng tuôn lệ tràn đau lòng, nhờ con đây trối trăng đôi lời hơi tàn. Rằng xin ông chớ nên đau buồn, trời cao vẫn hay lá lại hồng nhan. Trời ơi, này mày nói gì mà ông nghe bùn rụt hết cả người đấy. Cái gì mà chối chăn chăng chối nghe ghê thế mày. Thật ra nói đi, ai chết ai chia ly? Ông ơi, con thành thật chia buồn vì chúng con đã cố gắng hết sức nhưng không cứu chữa được cho nó. Con thành kính phân ưu. Ông biết không, sau đó nó bị bệnh nặng, nặng lắm, nên cuối cùng phải qua đời.
không biết hưởng thọ bao nhiêu tuổi nữa. Đứt từng đoạn ruột ông ơi, cho nên hôm nay con không đem nó qua đây được. Nó chết rồi. Cái gì? Mày nói là mày... cái nồi nó chết rồi ông ơi. Trời ơi, cái nồi của ông đã chết. Ôi, nghe qua như sét đánh ngang tai. Ông ơi, dưỡng giọng đi ông. Lớn tuổi đừng ca nhiều, nó ho hen dữ lắm. Bài này con biết, bị mỗi lần ai mà đau đớn đều cũng ca bài này hết trơn á. Nghe châu thân tệ tái gì ai, nỗi mất mát làm sao cho vừa. Nãy phần ông, giờ tới phần con nè. Con xin ông chớ khóc lóc chỉ thêm đau lòng kẻ đi. Dẫu này âm thế dương trần cách ly, nó vẫn nhớ về ông, nhớ 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 muôn đời. Đành tâm bao nỡ chia lìa cho ta đơn đau. Vì lý do nào ai mau nói đi, cách chia đôi đường mẹ sầu đơn đau. Ông ơi đừng thương đau, ta lo điều mai cho vui lòng người ra đi. Con xin ông đừng khóc than ôi tràn lan. À, mày nói gì? Chuyện sanh ly tử biệt vậy mà mày bảo ông đừng có đau lòng là sao được? Ông cũng là con người mà, ông có trái tim mà, có khối óc. Cái nồi đó với ông ơi, con ơi, cái nồi đó với ông là Ủa, mày nói ai chết? Dạ cái nồi của ông nó chết rồi. Lão, mày bố lão quá. Cái gì? Cái nồi của tao làm sao mà chết được à? Cái nồi đấy là cái nồi lớn nhất của tao, làm sao mà chết được? Nồi thì làm sao có chuyện chết à? Thằng kia, thằng bỏ mẹ kia, mày có điên không? Dạ thưa ông, cái nồi nó biết đẻ thì nó cũng phải biết chết chứ, đúng không ông? Vậy là mày gạt tao phải không? Dạ không, lần này thì gạt ông chứ không phải gạt tao. Thôi con tạm biệt ông nha, người có lòng tham vô cùng to lớn. Ok, tao ơi.